Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến à, Như thường lệ là giờ phút này Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau Nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca Giảng Trạch Tân Tu Hôm nay là kỳ thứ 50 Hãy <laughs> Kỳ thứ 50 chúng ta học đề tài này Giờ này thì tại Việt Nam là 7 giờ 6 giờ 3 phút sáng Chủ nhật Ở bên đây là 7 giờ 3 phút tối thứ bảy Ngày 29 tháng 8 Việt Nam thì hiện nay là 30 tháng 8 năm 2020 <laughs> chúng ta học kỳ thứ 50 học lần thứ 50 về tác phẩm chứng đạo ca của thiền sư huyền giác thưa quý vị thì chiều nay chúng ta không có phải bận biểu như ngày hôm qua <laughs> tại vì ngày hôm qua ngồi ở ngoài trời mũi cắn quá ngày nay mình hiện giờ tôi đang ngồi ở tổ đường đang ngồi ở nhà tổ tiếp tục cái đề tài ngày hôm qua tôi đang nhắc nhở cho đại chúng cái chỗ là cái vấn đề truyền trì cái mạng mạch đạo pháp tổ sư nhắc nhở chúng ta là truyền trì mạng mạch đạo pháp nó trải qua 28 đời từ khi À, Đức Phật à, truyền tâm ấn cho Ngài Ca Diếp, Maha Ca Diếp làm vị tổ thứ nhất, vị tổ sư, vị thứ nhất thai Phật. Mà tổ sư Ca Diếp thì gọi là thượng thủ truyền đăng, nghĩa là bậc đầu tiên, bậc được, được, được Đức Phật tuyển chọn là một vị thinh văn một vị đại đệ tử đồ đệ lớn thì nói tới đây thì tôi nhắc nhở cho đại chúng là với tinh thần của đạo phật truyền thừa là truyền thừa cái gì thời đức thế tôn không hề truyền thừa của cải vật chất chùa chiền mà cái truyền thừa đây gọi là truyền thừa tâm ấn được tâm ấn nhớ khi đức phật nói với tổ sư cơ diếp rằng ta có chánh pháp nhãn tạng có nước bàn diệu tâm nay ta giao phó cho vậy đức phật giao phó đây là giao pháp giao phó cái chánh pháp nhãn tạng mà các quân đệ nhớ rằng với tinh thần Phật giáo thì nhãn là con mắt mà với cái nhìn của Phật giáo thì con mắt này là con mắt trí tuệ gọi là chánh pháp nhãn tạng con mắt này nó thấu nhìn thấu hết nhìn xa thấy hết tất cả mà mà không có bị vướng mắt gì cả không bị ngăn ngại gì cả đó là cảm mắt trí tuệ hiện giờ quân đệ chúng ta người nào may mắn lắm thì còn sáng mắt nhìn thấy tất cả nhưng mà thường chúng ta bị vướng mắt trên cái thấy đó rồi thấy thương thấy ghét thấy phải thấy quấy thấy thân thấy sơ thấy tốt thấy xấu thấy đủ thứ cái kiểu thấy gọi là là nhãn thức rồi là cái thấy trên cái bình diện Trên cái phương diện là lấy bỏ Trên phương diện là phân biệt Đối đại Vì cái thấy của chúng ta như vậy Cho nên gọi là nhục nhãn Cái thấy bằng nhục nhãn đó Cho nên nó trở thành những cái thứ Nếu như không không sử dụng đúng cái thấy Thì nó trở thành nhiễm ô cho nên gọi là sắc sắc trang sắc tràng. bởi vì con mắt nó đối với sắc nhãn nghĩ tỷ thiệt thân nó đối với sắc thân hương vị xúc sắc đây là vật chất chứ không có chưa không không dành riêng cho chữ sắc là sắc đẹp mà chữ sắc là vật chất cái thấy đó cho nên ta có sự phân biệt và ta muốn lấy bỏ ta thấy cho nên ta phải ta trái ta thấy cho nên ta thân ta sơ ta thấy cho nên cái 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 gọi là nhãn câu ý thức nhãn này, này nó câu với cái ý thức này cho nên nó trở thành cái phân biệt Còn, còn đức phật giao cho tổ thượng thủ ca nhiếp bằng cái chánh pháp nhãn tạng mắt này là có mắt chánh pháp mắt trí tuệ niết bàn này là niết bàn diệu tâm có nghĩa là cái niết bàn này là niết bàn hữu hạn chứ không phải nước, ở niết nước bàn vô hạn chứ không phải niết bàn hữu hạn chúng ta tu hành tới đâu chúng ta cởi À, cái phiền não vô minh trối cởi trối cởi cái gúc của à, cái pháp trần tới đâu thì chúng ta coi như có niết bàn tới đó thì có niết bàn tới đâu là do chúng ta cởi bỏ cái phiền não vô minh tới đó thì ta được cái niết bàn tới đó thì niết bàn đó gọi là niết bàn hữu hạn Còn cái niết bàn mà Đức Phật truyền trao cho tổ sư Ca Diếp mà trải dài 28 đời của tổ Thiên Trúc cho tới tổ tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là truyền thụ cái niết bàn diệu tâm. Cái niết bàn này là vô trụ xứ niết bàn. Cái niết bàn này là bản lai thanh tịnh niết bàn. cái này khi mà tôi chia sẻ ra thì tôi biết rằng các vị nghe hơi chán lắm, nó 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 là danh từ Phật học nó khô khan nhưng mà chúng ta phải biết điều đó. cái sự chúng ta tu tập ngày nay nếu chúng ta được giải thoát cái gì cởi mở được cái gì thì chúng ta giải thoát cái đó thì chỉ giải thoát với là cởi mở mà thì chúng ta có được cái an lạc niết bàn tới đó thì niết bàn đó như tôi đã nói đó là niết bàn hữu hạn hữu hạn là có giới hạn Thí dụ như bây giờ các vị ngày xưa à, chạy theo cái 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 công danh. Chạy theo cái địa vị, chạy theo cái danh vọng. Bây giờ mấy mươi năm rồi chúng ta ngao ngán rồi, chúng ta mệt mỏi rồi, chúng ta hưu rồi. Chúng ta cảm thấy nó đủ rồi. Chúng ta dừng lại chúng ta không không đắm đuối theo cái màn danh lợi nữa thì chúng ta có an lạc ngang cỡ đó để rồi chúng ta gọi là thị tại môn tiền não nguyệt lai môn hạ nhàn chúng ta à, coi như là sống gọi là vui thú điềm viên giống như tôi thật sự đó thì đây là cái kinh nghiệm của, của của, bản thân tôi ngày nào mà tôi chơi với cỏ cây với hoa lá với chim chóc ngày đó tôi có nước bàn nước bàn hữu hạn tới đó còn nếu như mà tôi ngồi một chỗ mà tôi cứ nghĩ uh, quán quán thù cái này dẫn hờn cái kia ham muốn cái nọ thì tôi hoàn toàn là sống trong cái dục giới sống trong một cái sự lo âu tính toán sống trong một cái tâm trạng đầy dễ bất bình bất mãn bất như ý thì như vậy không được gọi là niết bàn như vậy cái niết bàn mà của Đức Phật đặt ra ngay từ khi Đức Phật còn tại thế Đức Phật có 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 dạy cho chư tỳ kheo tu hành để có sự chứng đắc gọi là niết bàn mà ngay từ ban đầu của chữ niết bàn dịch ra có nghĩa là củi hết thì lửa tắt có nghĩa là thay gì nếu chúng ta cứ đút củi vô hoài thì lửa nó cứ ra bén 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 nó cháy hoài bây giờ mình rút củi ra mình không đút vô nữa mình không đút vô lò mình không đút vô lửa nữa thì tự động lửa nó cháy rồi nó tàn nó hết. Thì bây giờ huynh đệ của chúng ta cũng như vậy. Trên bước đường bệnh viện cái bước tu của chúng ta ngày nay á. Có nghĩa là chúng ta mang cái nghiệp ở quá khứ mà chúng ta dẫn tới cái sự hiện tại này. Để rồi chúng ta có biết bao nhiêu cái vui buồn, cái vinh nhục, cái phải quấy, cái thân sơ, cái được mất, cái bại thành. Thì ngày nay chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy rồi thì chúng ta không có đúc củi vô nữa. Có nghĩa là chúng ta đừng có vơ vơ tay. Trước mắt là chúng ta à, cố gắng tu tập để chúng ta à, mài mòn cái bản ngã, mài mòn cái bản ngã, mài mà, mà mài mòn cái bản ngã có nghĩa là mài mòn được công danh, mà, mài mòn được địa vị, mài mòn được cái tôi, thì chúng ta sẽ có nhất bản sở dĩ chúng ta không có nước bàn là tại vì chúng ta cứ nó 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 hãy hừng hãy hừng hừng hãy hùng hục sùng sục dân trào bởi vì cái tôi cái tôi quá lớn mà cái tôi nó có gì đâu mà cái tôi là cái đáng ghét mà ai đụng tới tôi thì đụng tới danh dự của tôi bản ngã của tôi văn hóa của tôi quê hương của tôi dân tộc của tôi đồng bào của tôi tôi cứ đụng tới tôi và của tôi đó mà chúng ta sống không có nước bàn vậy thôi con của tôi nhà của tôi xe của tôi ruộng của tôi vườn của tôi địa vị của tôi vân vân và vân vân cứ tôi và của tôi đó bởi vì hệ cái ngã là nó đi liền với cái ngã sở nó sắp hàng dài nó đứng một hàng vậy đó nó đứng nó đứng thứ lớp thứ lớp thứ lớp thứ lớp hay mà con người có cái ngã là cái ngã sở hữu nó nó sắp hàng nó theo cùng mà nếu mà phá được cái ngã thì đồng nghĩa là có nghĩa là chúng ta sẽ rơi rụng cái ngã sở hữu mà thật chắc nói cho cùng suy cho tận thì thật sự cái ngã cái gì mà làm ra cái ngã cái ngã là thường nhất vậy thì, thì cuộc đời này nó có cái gì là thường nhất ư ừ. nó chỉ duy nhất có cái vô thường nó là thường thôi à như vậy thì chữ ngã là thường nhất là không đúng rồi à tôi định nghĩa chữ ngã đó ngã là thường nhất và không có cái gì là thường nhất hết chỉ có vô thường mới là là thường còn ngoài ra không có cái cái nào gọi là thường hết chỉ có vô thường mới là thường chỉ có biến đổi chỉ có đổi thay là không bao giờ thay đổi đó như vậy thì cái ngã là thường nhất thì cái gì là thường nhất rồi nếu mà nói cái ngã là bất biến có cái gì mà bất biến đâu nó luôn luôn núi kia mà nó còn luôn luôn chuyển vời ở dưới ở dưới cái cái núi kia các chị biết có biết rằng là là ở dưới núi đó là là đang lửa nó sôi sùng sục không núi kia từ đâu mà có từ cái 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 triệu triệu năm về trước do cái ở trong lòng đất nó phun trào lên trở thành rồi, rồi nó phun cao lên rồi nó đội lên nó nhô nó thổi nó thổi phùng phùng là do cái chất nóng ở dưới nó cứ nó thổi 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 lên vậy thành ra núi cao như vậy núi nó cao mà núi thì có bao giờ không bị mây mây bao quanh đâu mà mây là cái gì mà bao quanh núi mà mây bao quanh vậy có có nghĩ rằng là không là gì đó mà nó làm cho núi phải 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 mòn non phải cạn gọi là núi cạn non mòn mưa là gì mà nó làm xói mòn vân 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 nên nó, nó là bất biến thì không có gì gọi là bất biến thì cái ngã kia là cái gì chứ đó là nghĩa thứ hai của ngã ngã thứ nhất là cái nghĩa thứ nhất là thường nhất hay là bất biến cái nghĩa của chữ ngã đó là cố định Nhìn kỹ từ ngàn xưa cho tới ngàn nay có cái vật nào gọi là cố định đâu. Từ con người cho tới tất cả những vật mà chúng ta rờ mỏ nắm bắt được. Không có gì là cố định cả Ồ thì thường nhất là bất biến là cố định là thường tại là tự tại là vĩnh cửu vân vân. Bốn định nghĩa cái chữ ngã kiểu nào cũng được nhưng mà thật sự nó không có cái chân thật. Nó khác hơn là ngã có nghĩa là không chân thật nó không có cái chung cùng chân thật ở với ta mãi mà cái đó nó luôn chuyển đổi nó luôn thay đổi vậy mà chúng ta bị chúng ta bị bị lầm chấp bởi cái bản ngã cái bản ngã là cội gốc của cái ta tưởng đâu nó là thật đó nhưng mà nó không thật cho nên chữ ngã là, là không thật rồi mà chữ ngã không thật rồi thì ngã sở hữu cũng chẳng có gì đâu là thật vợ có phải là vợ của mình không à thế giờ nói tới đây thì nhớ thầy trang tử ông nói là à, khi nào vợ vợ mà chết mới là vợ mình <laughs> nếu là vợ mình tại sao mà đồng sàng là dĩ mỏng con có phải là con mình không nhưng mà sao con thì có đứa có hiếu có đứa bất hiếu vậy thì tất cả điều ngã sở hữu cũng không thật ngã cũng không thật như vậy thì chúng ta không có cái cái gọi là chân thật không có cái gọi là là, thường nhất không có cái gọi là là cố định không có cái gì gọi là bất biến thì như vậy ngã và ngã sở hữu nó không thật như vậy thì như vậy nó không thật đó ta quán chiếu nó nó không thật đó cho nên ta bớt đi cái sự tham vọng ta bớt đi cái sự âu lo chấp mắt buồn bã thì ta có nhất bạn nếu, nếu, phân tích theo ngữ nghĩa kinh điển thì nếu ai đoạn trừ được tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ thì đoạn trừ được 10 cái đó thì 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 không 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 còn những cái 10 cái đó đó thì gọi là chứng quả tu đào hoàng. Như vậy chứng quả tu đào hoàng cũng không có khó khăn chi thậm chí là quả là hớ cũng không cũng không khó khăn gì thậm chí quả dị phạt cũng không khó khăn gì mà mà quan trọng là mình có uh, đoạn trừ được hay không mình có chấp nhận mình 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 đừng để những cái thứ đó nó nó bồng bềnh nó là chủ mình hay không mình làm chủ nó được hay không mà mình đoạn trừ đoạn trừ cách làm sao bây giờ nói tu là đoạn trừ thì đoạn trừ cách làm sao tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thuộc kiến giới cấm thuộc kiến vân Dân mấy cái đó nó đâu phải là 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 ở cùng ta từ từ vô thủy kiếp từ vạn kiếp tử sinh đâu nó luôn luôn nó biến đổi theo cái 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 quốc độ theo cái thời gian theo cái hoàn cảnh mà như vậy thì đoạn trừ đoạn trường sao cái gì mà ta rờ mó nắm bắt được mà ta có khi ta còn không giáo dục nó được. Còn cái thứ mà ta không rờ mó nắm bắt được mà ta đòi đoạn trừ là đoạn trừ sao? Cho nên không khéo thì là tại tổ sư là đã đoạn trừ phiền não tùng tâm bệnh. Xu hướng chân như tổng thị tà. Đó, học kinh, học kinh thiệt vậy nó đã vậy đó các vị. Cho nên tôi nói nó đau lòng Nhiều khi bây giờ cần phải nói thẳng nói thật Là các vị đừng có cầm một quyển kinh nào đó Các vị cho đó là thiệt Thiệt ở trong đó tìm thiệt ở trong kinh đó Nó chỉ 20% thôi thiệt thôi Còn 80% là hư cấu hết Kể cả kinh tạng Nam Truyền tiểu thừa đừng nói rằng à, kinh nam truyền là kinh kinh gốc rồi không có không có hư cấu ở trong không có tùm lum ở trong đó. mà mà đòi hỏi con người chúng ta phải có căn lành phải có chủng tử nhân duyên lớn thì chúng ta khi đọc kinh chúng ta biết kinh nào là thiệt kinh nào là chân lý kinh nào là phi chân lý mà cái gì là chân lý là lời của như lai thế tôn mà như lai thế tôn không phải dành riêng cho đức thích ca mâu ni phật không thôi đức thích ca mâu ni phật là đại diện cho cho thập phương vô số chư phật cũng như quý thầy tu vậy nè nếu mà nói ông thầy đó ông tăng cũng phải tôi cũng phải là ông tăng nữa mà tôi đại diện cho các ông đồng trụi khác cùng nhau cùng một đoàn thể hòa hợp thì mới gọi là tăng tăng là đại diện tôi bổn thầy tu là đại diện cho một đoàn thể tăng một đoàn thể tăng là đại diện cho ngôi tăng bảo mà ngôi tăng bảo là một trong ba ngôi tam bảo thì, thì ông phật kia cũng như vậy phật thích ca mâu ni là ông phật lịch sử là vị thầy ruột vị thầy mà mà bằng con người thiệt bằng xương bằng thịt bằng máu mũ thiệt để ra đời cũng như chúng ta rồi rồi thành tựu đạo nghiệp giáo hóa chúng ta thì những lời của thích ca mâu ni phật cũng như là thế tôn nói cũng không phải riêng cái đó của phật thích ca mâu ni mà cái đó là tinh hoa của mười phương chư phật mà mười phương chư phật là, là ai là bậc giác ngộ chứ không phải ông phật là cái gì đó ở chính tầng trời mây Chúng ta đừng nghĩ là ông Phật là ở chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, ở đâu đó, rồi bay xèo xèo, bay trưởng trưởng xẹt. Trời ơi, thấy thời gian gần đây, tôi nói ra, tôi biết không có lợi ích gì cho tôi, mà tại sao tôi nói hoài. Là tại vì nếu tôi không nói là là coi như là càng ngày, á, nó càng mất đi cái 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 tín đồ trí thức. Tôi phân biệt là tín đồ, nó có tín đồ trí thức và tín đồ u mê. Chứ tính là lòng tin mà nếu như con người tín đồ Phật giáo mà nếu tin cái trên chân lý tin tin tới bệnh viện à, văn tư tu giới định tuệ thì thì rõ ràng căn bản thì gọi là trích tín đồ trí thức còn tin mà ngoài à, đầu non chót núi à, mé suối chân gần à, có ông Phật rồi thấy chiều thấy cái rắn mây nè thí dụ tôi đang ngồi để nhìn cái rắn mây chiều nè thấy cái tự những cái rắn mây nó hình à, hình gì đó cái ta tưởng tượng đó là ông Phật các vị nhớ cái câu này ngày xưa từ từ ngàn xưa ông bà mình đã thường nói cái, câu mà bức tranh vân cẩu rồi các vị không nghe sao ông bà mình ngày xưa nhìn cái hình 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 đó buổi chiều đó cái ráng chiều đó là bức tranh vân cẩu nó không thật cái mây mây nó hình con chó hình con thú nhưng mà nó rồi một hồi nó không thật cho nó mới gọi là bức tranh vân cẩu rồi bây giờ mình là tín đồ đạo Phật mà cứ hở thấy cái dòng hào quang xanh đỏ, thấy cái 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 hiện tượng ở trên cái bầu hư không này cái rồi nó bị ánh mặt trời che phức ở đâu đó nó nó chiếu lên cái nó làm cho những cái làng cây xanh hoặc là những cái làng cây lá vàng hoặc kia nó 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 hình cầu vòng bãi sắc hoặc là sáng hoặc là trưa hoặc là chiều hoặc là mây bị uh, che, mây che che mặt trời hoặc là trời À, bị uh, mây uh, phủ gì đó, cái rồi nó hiện lên những cái màu vậy, cái rồi vỗ tay la làng lên là phát hiện, phát hiện, phát hiện. Trời ơi, tôi nói ra tôi biết là tôi nói vậy là tôi mất, tôi mất cái 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 tín đồ dữ lắm mà tôi phải nói. Tất cả tín đồ nào mà học đạo với tôi là đừng đừng có tin cái kiểu đó. Phật không phải ở chỗ đó mà trong nhà thiền có câu là phùng ma sát ma, phùng Phật sát Phật nếu mà Phật có hiện ra trước mặt thiệt á tự nhiên Phật ở đâu có nhảy cái dèo xuống đứng trước mặt ta ta cũng không tin đừng nói chi Phật ở trên ráng chiều các vị tin như vậy các vị được cái gì các vị mà có có cúp cung tận tị mà thấy cái ráng chiều tưởng đâu Phật lại coi là lại có được cái gì mình học đạo là mình học đạo chân thật vậy đó mình lại như vậy tâm mình có an không Thôi thì chi bằng mình về mình lại cha lại mẹ Lại vợ lại con mình Còn an hơn mình lại cái rắn chiều kia Nếu mình lại ăn ở bất hiếu với cha mẹ Làm cho cha mẹ buồn rầu Làm cho lương tâm lương tri mình bất rứt Bây giờ con về con lại cha mẹ Con xin ăn năn hối cải Con bất hiếu Con con không nghĩ tới cái công lao giáo dưỡng Công dài dưỡng sanh 9 tháng cưu mang 3 năm bồng ẩm Nuôi nên dốc lên dai để cưới vợ dựng vợ gã chồng, hồi mình về mình lại cho cha mẹ mình vui đi, cho mình mình không có còn uh, uh, lương tâm không còn rắn cắn cắn rứt gì cái tội bác hiếu đi thì hơn cái lại mà tưởng tượng như phật ở đầu non chót núi, lại vỡ dầu gì nữa cũng là không duyên không nợ sao gặp nhau, không 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 ăn không nghĩa không 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 quán không thù thì đâu mà gặp thành vợ thành chồng rồi thành có vợ có chồng rồi thì thì bây giờ tác thành vợ thành chồng thì bây giờ cũng phải cố gắng mà chấp nhận mà trả chứ không biết ai mắc nợ ai có khi vợ mắc nợ mình mình mắc nợ vợ mình rồi từ từ mình với vợ mình mới đẻ ra con mình rồi bây giờ cứ như vậy như vậy như vậy già như vậy thì bổn phận như vậy là phải như vậy thì thì mình nếu mình có mình có lỡ mình 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 uh, làm cho vợ mình buồn, mình làm cho vợ mình đau khổ, hay là mình thế này thế kia thì giờ mình về mình lại vợ mình mình xin lỗi vợ mình cũng 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 còn có có nghĩa lý hơn đi lại cái cái bóng chiều tưởng đâu ông Phật kia. Thì tôi biết tôi nói cái này ra là 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 bị 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 mà tôi phải nói à, bởi vì tôi không có muốn cho những người còn sót lại mà nghe tôi giảng ở đây đó đi vào con đường ngõ cục nữa còn bây giờ tôi cũng nói thành thật là ai nghe không nổi thì cứ tách thuyền sang bến cát này là tôi nói rất là nhiều lần rồi còn những người mà nghe nổi tôi tôi giảng dạy vậy nè là coi như là tôi không có muốn là các vị phải phải tưởng tượng quan đường quyến hoặc diễn dân mà cuộc sống các vị phải có lành mạnh phải có an lạc, phải có hạnh phúc thì mới có bồ đề niết bàn. Còn mà các vị mà không có an lạc trong cuộc sống, không có hạnh phúc trong cuộc đời mà các vị đòi tu để thành Phật, tu để thành cái này cái kia là cái chuyện viễn vong. Cái chuyện hảo quyền, cái chuyện đó gọi là mò trăng đáy nước. Cho nên tôi mong là các vị đừng có đừng có mình mình phải có cái tuệ tuệ tri của mình đừng để ai vũ khí mình nữa chứ các vị mà nghe mấy cái này rồi là các vị sống yên ổn bằng lòng với mấy cái này rồi đó nghe các vị không có cần đi chùa đi chiền không có cần mà 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 làm gì kinh thiên động địa khác người hết làm con người mà con người này là con người cao thượng con người biết hy sinh cho cho người khác là bồ tát mà con người mà sống thiện lành là trời mà con người mà sống có tâm tùng tư đức Tâm quy ngũ giới tâm can ngũ thường Có nhân nghĩa lên tí tính là con người này là con người Rõ ràng thật sự là con người Còn nếu như con người mà quan dâm vô độ Mà quán thù dây dẫn Mà bị ổi xấu xa Thì nửa con nửa người à Chứ nó mới gọi là con người các vị thấy tôi tôi giải thích vậy đó ai ngon đấu đi <laughs> này tôi không phải ông thiền tân diệu hay là ông nào mà kêu đấu nha mà ý tôi nói vui vậy đó tại sao mình là con người là tại vì mình 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 khi mình đầu thai mình có mặt ở cuộc đời này mình nửa con nửa người <laughs> mới gọi là con người thì gì gì là được là con cũng may mắn là nửa con nửa người cho nên mình biết quy tam bảo mình biết làm lành đánh dữ mình biết uh, hiếu hiếu thời cha kính mẹ mình biết là thương yêu vợ con mình biết trách nhiệm bổn phận thì từ cái chữ con nó mất đi nó trở thành người à, mà người mà nó nó phát triển lên nữa thì trời gọi là người trời không ai gọi là con trời đúng không à, người trời rồi từ người trời đó mà tu tập giải thoát niết bàn thì gọi là sinh văn a la hớn rồi cũng từ người 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 tu hợp con người đó mà tu tập uh, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ thì con người đó trở thành bồ tát hãy mà mở tất lòng rộng lớn thương yêu chúng sanh hy sinh cho chúng sanh chấp nhận làm mọi việc lợi mình lợi người thì gọi là bồ tát rồi rồi làm lợi mình mà không thấy lợi mình lợi người mà không chấp vào cái lợi người làm tất cả mà không, không chấp lấy không bị kẹt ở trong cái 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 sắc thân hương vị xuất phát không kẹt trong cái à, gọi là trụ tướng bố thí không kẹt trong những cái uh, chấp về cái tu tập mà mình có giải thoát vô thượng mình có niết bàn vô thượng mình có bồ đề vô thượng thì đó là như lai thế tôn nó giáo lý và phật nó rõ một, một vậy đó không có cái chuyện gì mà mà ai mà vũ khí mình được hết trơn á mà có cái là tại vì mình mình không có cơ hội gặp cái người để mình học rõ ràng rồi mình tới với đạo Phật bằng cái đức tin mơ hồ bằng bằng những ông thầy mà mà nói mà không dám nói hết không dám nói thật thậm chí không có trình độ để nói cho nên như vậy mà cứ mình thấy cái đạo Phật là cái gì đó nó nó, nó xa xôi nó 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 quyển hoặc nó uh, gọi là thần quyền Cho nên tôi nói thật đại chúng là tôi ráng hy sinh. Những gì tôi nói đây là tôi chuộc hết những cái sai lầm gì ở trong quá khứ của tôi mà tôi nói chân thật. Không sợ hãi, không 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 nại hà, không tiếc nuối. Cả ngày nay tôi chưa tôi tôi chưa ăn miếng cơm á nghe, à, chưa ăn miếng bún thôi đó. À, bún Huế, bún bún Huế chay ta cho ăn giờ nấu nấu miếng cơm đây mà giờ chưa ăn nè mà giảng gì mà nó thấy no luôn nó vui luôn nằm cả ngày tới giờ lật đặt vô cao 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 cạo cái tóc bữa nay cạo tóc đẹp rồi mai chủ nhật nè rồi cái rồi rồi lấy xà bông rồi cái là mặc áo sạch vô cái rồi lật đặt rồi bật đèn lên ngồi nó pháp Thế nên tôi tôi thưa thiệt cái đời chúng ráng cố gắng đó thì cái 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 đó, nói nãy giờ vậy mà hình ra cay hơn nửa giờ ha hơn hơn nửa bài giảng trở lại thì thì tổ sư quyền giác nói cái câu đó kiến pháp tràng lập tông chỉ minh minh phật sắc tào khê thị đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng nhị thập bát đại tây thiên ký và muốn nhắc lại là, là 28 đời Gọi là Tây Thiên đó, nhị thập bát đại là 28 đời Ở Tây Thiên là điều ghi rõ Tây Thiên là nước Tây Trúc với nước Ấn Độ đó Bồ Đề đã à, Pháp Đông Lu nhập thử độ Bồ Đề Đạt Ma Vi Sơ Tổ đã Tới bắt đầu cái, cái chánh Pháp đem qua Đông Lu. Đông Lu là cái cái đem qua Tàu á Hồi xưa từ bên à, Ấn Độ nhìn qua bên Trung Hoa, Lục địa thì gọi là Đông độ phía đông, rồi từ bên à, Trung Hoa, bên tàu á nhìn qua Ấn Độ thì đó là phía Tây, cho nên gọi là Tây Trúc hay là Tây Thiên. Rồi nhìn qua bên tàu là Đông độ, Tây Thiên, cho nên 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 rất gì rõ. Vì vậy mà khi mà Phật giáo, Phật giáo mà nó tới cái giai đoạn mà gọi là nó kiệt 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 cạn kiệt kiệt quệ đó coi như là không còn đủ cái 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 cái, cái bản lĩnh mà bị các cái cái coi như là nó nó tới thời suy suy mà suy suy cạn cùng rồi đó suy giống như cái đèn mà coi như là nó cạn dầu rồi đó thì buộc lòng đó. chứ lịch đại tổ sư lúc này là nó suy mà không phải ai làm nó suy đâu đừng có đối thừa là do bà la môn giáo uh, tấn công uh, nó suy do hồi giáo tấn công nó suy rồi sau này đối thừa do uh, kỳ thị tôn giáo uh, của Kitô tấn phong tấn uh, tấn công nó suy không có đâu do mình do mình 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 không có còn à, thủ không có còn giữ được cái tính pháp của như lai không còn nói được cái pháp nhãn tạng của như lai không còn truyền thừa cái cái ánh sáng của như lai cho nên từ đó mà nó quấn lung tung beng vì vì cái danh lợi quyền tử <laughs> cho nên tôi nói các vị á tôi nói dành riêng cho đạo phật mình thôi hãy nếu đạo phật mà nó còn dính líu tới chính trị thì coi như đạo phật là càng ngày nó càng suy tàn <laughs> nó giống như đạo Phật Và dính liếu tới chính trị thì thì nó giống như là 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 là, là cái cây bồ đề mà tới nó tới ngày trổ hoa mà cái bồ đề mà tới ngày trổ hoa thì nó phải đơm quả mà cái đồ bồ đề mà nếu mà nó 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 trổ hoa nó đơm quả mà đầy chắc hết cái bồ đề thì cái bồ đề đó tới ngày phải chết đó các vị thấy hay không cho nên nó có những cái mình mình nhìn thấy cái cuộc đời cái nó thành cái pháp cái bộ đề nó cao sồ sổ, sổ vậy đó. chứ còn cái cái nó, nó nó mọc cái trái không bao giờ nó mọc cái bộ đề nó mọc cái trái trong thân hết trơn. nhánh mỗi mỗi cái lá diện hồng bông 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 nó nở hộp mà nó nở đầy hết tên hộp nào cũng đấy bằng bằng ca bằng, bằng ngón tay về nếu mà bự lắm mà ngón tay cho nên cái hộp bồ đề gai đó, nó có gai đó à, mà nó ta về nè mà nó nở đầy hết mà nó nở chặt hết mà nó phải năm nào nó cũng nở mà tới thời kỳ mà nó nở đầy nở chặt hết thì cái thời kỳ đó là cái bồ đề đó phải chết rồi ừ, cái bồ đề đó phải chết cũng như cái cái đạo phật mà lúc nào mình nó dính tới chính trị mà coi như là nó vàng son rực rỡ nó vàng son rực rỡ thì coi như cái thời kỳ nó báo hiệu sắp suy si tàn Tại vì đạo Phật không có liên quan tới chính trị Cũng như ông thầy chùa nào mà mà uh, tu tu hành mà cứ chính trị chính em thì coi như rầu đã trước sau cũng thân tàn ghen liệt Rất rõ ràng à ở, ở trong nước cũng vậy mà ở ngoài nước cũng vậy à Cho nên tu hành là không có chính trị chính em trong đó Thành ra từ từ thời cái tổ tổ sư Ca Diếp cho tới Tổ Bồ Đề Đạt Ma không hề có chính trị chính em. Không hề có có vị nào gọi là bất sư, vị nào gọi là gì hết. Kể cả Đức Phật là thầy có 16 vị vương quốc lớn nhỏ thời bây giờ mà đâu có đâu có vỗ ngực ta là quốc sư đâu. À, vậy mà chuyện gì thì thì các vị vua cũng đến thăm lãnh lễ học pháp Đức Phật và Đức Phật có những cái bài pháp dạy cho các vị vua về để trị dân để 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 vỗ an bá tánh nhưng mà không hề làm quốc sư không hề uh, lâm triều để mà làm việc để mà có cái ghế ngồi bên cạnh vua cho tới tổ bộ đội đạt ma cũng vậy nếu như tổ bộ đội đạt ma mà qua đông độ mà bây giờ mà yêu cầu chỉ có một lời nịnh dư, dư vua lương võ đế thôi thì thì lương gõ đế coi như là đưa lên ngon lành chứ làm gì mà đường quyền tâm tạng pháp sư uh, không, 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 không kính nể tôi bồi đặt má làm gì không kính nể làm gì không, không, không nói lương gỡ đế là bây giờ là uh, sorry, xin lỗi các gì xin lỗi cái thời này chưa 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 xin lỗi tôi xin lỗi quên nói hồi bảy vậy đầu bao giờ lung tung đó thời này chưa có tâm tạng pháp sư thời này là có chí công hòa thượng bà nhà lương xin lỗi các vị cho cho tôi cũng khùng khùng rồi. lâu lâu bởi vậy có khi tôi cũng muốn quên rồi đó xin lỗi nha đừng 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 chấp bây giờ tôi trở thành người khùng rồi lâu lâu nó quên lãng như đó à thì trở lại vấn đề cuối cùng cái ông quốc cho ăn câu rồi phải chạy về tới Bồ đội đạt ma phải chạy về về thiếu 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 lâm chùa thiếu lâm mà động thiếu thất ngồi đó dây mặt vào dắt gọi là tích sự diễn tường nhưng mà tôi nói các vị à đừng có thổi phồng lên là nó là tổ bồ đề đạt ma về tới động thiếu thất ngồi ở trong cái hang đó rồi coi như là dây mặt vào dắt ngồi đó bất động chín năm không ăn không uống đừng đừng nói vậy còn nếu mà có nói vậy đó là nói cho những cái người mà hiếu kỳ uh, uh, cái đức tin tôn giáo thành ra có cái ông đạo hữu nào đó ở không mà cũng rảnh như tôi nói ngày hôm qua đó tự nhiên cái viết cái, cái mail à, thầy tôi đề nghị thầy à, thầy phải à, sáng suốt thầy phải kêu gọi là à, thầy đề nghị thầy đừng bao giờ nó bồ đề đạt ma tổ sơ tổ ngồi về, về ở động thiếu thất chín năm không ăn không uống không nghĩa không đái nữa tôi nói cái đó hồi nào tôi đâu hề nói cái đó mà thậm chí có nói nếu có thiệt tôi cũng không nói nữa bởi vì có ai mà ngồi bất động chín năm mà không 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 ăn không uống không <laughs> Bởi vậy cái chuyện mà nói là ai nói Mà thành phần nào nói Nói lúc nào Thí dụ như bây giờ cái thời đó Vì cái cái việc gì đó Cái việc này dính liếu tới chính trị Chính trị tôn giáo Gọi là đạo, đạo Phật chính trị Đạo Phật tôn giáo thì buộc là phải nói vậy để rồi cái rồi cái đưa ra cái cái tích là là sau sau đó thì uh, tổ đạt ma mới truyền tâm ấn cho thần quan huệ khả rồi thằng quan nguyệt sau đó tổ đặt ma ta, à, tịch viên mãn viên mãn xong cái rồi chôn ở núi ở ở, ở chân núi hùng hùng nhĩ á. rồi cái tự nhiên có ông quan ông đi ông đi ông đi đánh trận về cái ông à, thấy ông tổ bồ đồ đạt ma quẩy chiếc dài còn có tích thì nói rằng là đó sau lưng tôi tổ bồ đề đạt ma quẩy chiếc dài đó À, có tích thì nói là hồi xưa tôi đi ô chùa thì thấy thấy ở biển biển nè cái biển cái biển mênh mông vậy đó rồi cái vẽ cành tre vậy đó trời ơi cái bồ đề đạt ma sơ tổ đứng trên cành tre quái chiếc dài đi ôi thôi thôi trời ơi tôi nhìn nó tôi mê dễ sợ mê tôi mê tôi mê tôi, tôi trời ơi trời ơi đi tu đã quá đi tu đã Buông qua sông thì phải đi bằng thiền tu kiểu này là ráng tu ạ à tôi kiểu này để mà mà đi 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 trên cành tre gió gió nhiều sóng dập rồi nè vậy mà tổ vẫn đứng nghiêng nghiêng quải chiếc dài đi trên cành tre trời ơi hồi còn nhỏ mà tôi nhìn thấy cái bàn thờ tổ mà vẽ cái hình hồi thời thời mà tôi đi chùa là chưa có chưa có đủ cái khả năng mà làm tượng dày thời đó là vẽ thôi à vẽ mà mấy cái cái, cái tay họa sĩ mà vẽ đẹp lắm nghe tay họa sĩ hồi họ vẽ ngày xưa hồi hồi chấm bút hồi vẽ hồi vẽ bằng cái tâm á họ vẽ bằng cái chân tâm bằng cái trí tâm của họ đó họ vẽ mà có thần luôn á bây giờ ngày nay mà cái công nghệ có đẹp cỡ nào đi nữa nhưng mà vẽ bằng máy móc á tôi nói thật các vị á nó sắc xảo vậy chứ nó gọi là nó không có thần ngày xưa mà các vị mà vẽ các tượng bộ đại đạc ma mà mà đi 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 trên biển đông á <laughs> nó là từ ở đông độ đó mà quấy đi về tây trúc á đi bằng cái cành tre rồi ơi hồi đó gặp bà ngoại tôi ông nội ơi trời ơi bà ngoại tôi bà còn diễn tả còn hay nữa và khi mà thầy thầy trụ trì ông thỉnh được cái tượng ai đem tặng cái tượng hồi đó thời xưa hiếm lắm hồi tôi đi chùa năm mà tám mươi tám gì đó hiếm dữ lắm hồi đó lúc có chưa đi tu chưa có xuất gia nghe lúc đó còn còn bé thơ mới bảy tám tuổi được bà dẫn đi chùa thôi trời ơi tám 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 mấy á năm đó nó chưa có văn văn chưa có mạnh mẽ chưa có tượng đài gì ở vùng quê mà ai mà tự ở sài gòn đem về mà tặng cái tượng gì nè ba lớn vậy thôi mà cái hình đức tổ sư đạt ma mà đứng rồi có chùa thì ta phải từ cái tượng đó đó rồi mới mướn mấy anh họa sĩ là ông vẽ ông vẽ đẹp lắm ông vẽ trên là mây rồi mây bay rồi, mây bay, rồi chim đồ rồi từng đàn từng đàn trời ơi, tưởng tượng cái cảnh biển mênh mông sống dập nhiều vậy đó vậy mà mà có cái 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 bà ngoại tôi mới nói trời ơi hồi đó ông tổ này nè ông sư sư này nè ông 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 chết rồi mà ông sống lại ông sống lại cái ông mới à, đi đi ông, ông, ông bị ông vua ông vua đuổi ông còn còn diễn tả hay lắm nghe nói ông vua đuổi bị thời thời đó đâu có sử liệu như bây giờ bà tôi nghe bà phớ bà phửi nói ông vua không chấp nhận cho ông ở nước tàu mà ông ông giáo hóa xong rồi ông chết ông chết xong rồi cái ông muốn chứng minh cho ông vua thấy cái ông sống lại ông sống lại cái ông 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 ra ông nhổ ông, bẻ nhánh tre ông ông liền xuống nước cái thành ra ông đứng trên nhánh tre đó nó, chạy phăng 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 nè trời ơi lúc đó tôi nghe tôi mê tôi mê ông nội ơi mình phải ráng tu để mà nó đạt tới mức độ mà bẻ nhánh tre thải chứ biển cái nó chạy phăng 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 kìa ai không ham tu Mới mới tốt tuổi đó thì thì cái về báo lại thì ông vua lên ở đế ông mới chạy ông, ông, ông cho người chạy ra mở đào cái 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 tháp tổ lên đó, mình nói là đào mồ đi đào mồ lên thì thì trong cái quan tài đó chỉ còn chiếc hài thì còn chiếc hài đó là minh chứng rằng là à, tổ sư minh chứng để lại chiếc hài còn chiếc thì quải đi đó Trời ơi Vậy mà bao nhiêu đời truyền miệng Có nhiêu đó thôi mà mình thiệt Không đi tu là không hiểu được cái tích này Mà tích này sao thì các vị Các vị nghiên cứu đi <laughs> Các vị nghiên cứu đi Tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi Không có vậy Mà nó phải có cái ý nghĩa cao siêu lắm Nghiên cứu đi Cho nên tôi nói tôi huynh đệ với học Phật thiệt có học vậy đó Chịu khó nghe những cái khó nghe. Nghe những cái khó nghe để mà mình nhận ra được đâu là chân lý, đâu là phi chân lý. Còn nếu mà đạo mà dễ nghe đâu phải đạo, nó đạo khả đạo, phi thường đạo. Mà nghe những cái khó nghe này nè, để mình, à, vậy là mấy mươi năm nay, vậy là cả một quãng đời của mình, mình mình nghe những cái điều mà mình toàn là quyển hoạt quan đường mới tính không? mà trong khi đã mang tiếng là đạo Phật là đạo giáo chứ đâu phải là tôn giáo mà quyển quạt quan đường hay quá à. giờ giảm tới đây cái hết đúng dạng nữa nói được ra về cái hết đúng nói nữa cho nên tôi tôi tha thiết như chư huynh đệ là tôi hết lòng vì một cái sự nghiệp hoàn pháp khả năng tôi thì không giỏi hơn ai nhưng mà về cái mặt mà lý về cái mặt mà nội điển là tôi phân tích rất kỹ lưỡng vậy đó nhưng mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài nghe tôi chưa có đủ uh, gọi là viên mãn của một bậc uh, coi như hiền triết à chưa phải là bậc thánh cho nên không tránh sao những điều sơ sở trong lúc tan gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót xin quý khách niệm tình tha thứ <laughs> niệm tình tha thứ hay quá quý này hay học về nó đã quá lục đại tiền y thiên hạ văn hậu nhân đắc đạo hà cùng số nghĩa là nó là truyền sáu đời ai cũng biết cũng nghe thiên hạ văn đó truyền sáu đời ai cũng biết cũng nghe người được đạo đời sau nhiều vô số kể như vậy thật ra cái thời tổ bồ đạt ma qua đông độ kéo dài cho tới tổ huệ khả rồi tới tổ tân sáng rồi tổ đạo tính tổ hoàng nhẫn quân quân. tính ra nói thì mình nghe nói dữ vậy nghe nói tổ chứ đâu thật sự ra đâu có vị nào mà mà giảng pháp mà nó rần 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 cả ngàn ngàn con người ta như thượng tọa pháp hòa bây giờ đâu thượng tọa pháp hòa ngày nay là giỏi hơn tổ sư nhiều á à. Không chừng hơn phật nữa à. ông đi đâu cái là đàn bà con gái đàn bà giá đàn bà chết chồng đàn bà chồng chê đồ theo theo nó theo nộp 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 nộp, nộp cho tới mấy cô ả làm neo cho tới sức à, à, gọng sức à, móng à, à, rụng chân mài đồ theo nớp theo nó nghe trời nó chạy thấy đi ra tới xe mà nó còn năn nỉ thấy nó cho cái rờ một cái nắm tay một cái chụp hình một cái tổ hồi xưa đâu có tổ đạt ma là coi như bị bị lương gõ đế coi như là xém chém đầu rồi tới tổ huệ khả là bị chém đầu rồi tôi hỏi các vị vậy thì thời đó đệ tử tổ ở đâu? Vậy mà không có làm gì lớn lao hết đó. Vậy mà gọi là 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 truyền tiền sáu đời ai cũng thấy cũng nghe có nghĩa là lục đại truyền y thiên hạ văn hậu nhân đắc đạo hà cùng cố là người được đạo đời sau nhiều vô số kể như vậy là đại tổ sư truyền cái gì truyền cái âm đức truyền cái chánh pháp nhãn tạng. Như vậy cái chánh pháp nhãn tạng không phải giảng người ta ngồi đầy chùa, ngồi ra tới sân, ngồi tới phải che cả trại, ngồi tới dưng cả liều, thì mới gọi là truyền chánh pháp không có. Không có, không có kiểu đó truyền chánh pháp. Cái đó là truyền, truyền tào lao pháp, truyền tâm lý pháp còn truyền ở tánh pháp á, là thật sự ra có khi á, một, một, một ngàn người chưa tìm được một người để truyền nữa cơ bởi vì đạo đâu phải dễ truyền nếu truyền được thì thành phật hết rồi vậy mà mới có cái bài là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ trăm ngàn muôn kiếp chưa chắc gì ngộ đi chùa rần 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 rần, chứ hỏi thiệt ngộ đạo được mấy người? Nhiều người đi chùa chỉ nói ờ à, thôi tôi đi chùa để tôi một tháng tôi ăn chay vài ngày, đi chùa để tôi lại phật tụng kinh cho có phước, đi chùa để tôi cầu nguyện cho tôi trẻ trẻ lâu không lâu già, đi chùa cho tôi cầu nguyện cho có sức khỏe, cứ quan niệm như vậy thì 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 nghĩ rằng chân lý nhân quả để ở đâu đi chùa để cầu nguyện cho có sức khỏe thì ai là người đem sức khỏe tới cho mình đi chùa để để cầu nguyện cho hết tội lỗi thì ai là người tẩy trừ tội lỗi cho mình Phật làm điều đó ư? thưa không. Phật là có người nói lên cái chủ thuyết nhân quả rõ ràng thì nhân quả thì Phật đâu có phải là Diêm Dương đâu phải là Nam Tào Bắc Đẩu đâu phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu phải là Thái Thượng Lão Quân đâu phải là Nam Cực Tiên Ông đâu phải là Diêu Trị Địa Mẫu mà 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 gia hộ mà ban ân mà mà khóc rồng thương con khóc rồng mẹ chèo thuyền xuống đây vớt các con rồi trời tôi thấy thấy mà này tôi không có ngạo nghe tôi không có đụng tới cái đạo mẫu hay là đạo của các cái đạo cái lòng tin tôi không có đụng nhưng mà tôi thấy tội nghiệp mấy cái đạo họ tội nghiệp mấy cái 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 đức mẹ nào không biết không biết mẹ nào mà thấy cái bà nó đó, mà đóng đẹp lắm nè bà bảo để tóc giả bà quấn nguyên một cái 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 cục tóc trắng nè bà cầm cái gậy rồi bà mặc cái áo hoàng hậu bà khóc trời ơi <laughs> mẹ thương con bà, bà, gục lên gục xuống vậy bà khóc mẹ rồi thêm bây giờ có cái ông gì đó ổng xưng ngỗng là Ngọc Hoàng trời đó rồi ổng xưng ông là ổng đạo bán khoai Ông ăn mặc cái áo bá nạp gì rồi ông xưng ông tôi đi ổng mà gặp cái ông này Ông Ngọc Hoàng ông ổng đạo bán khoai cái kiểu gì mà cái tay ổng cà cua gì nè mà ông xưng vậy đó mà trời ơi bá tánh mê nộp 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 rồi đó là đừng nói tới trong chùa chùa nào mà càng vé dời ra nhiều chừng nào thì bá tánh mê chừng nào mê nhiều thì lại bụi lại bờ mê dừa thì lại Phật, <laughs> Phật, à. Phật thờ lỗ thiên bớt mê thì lại Phật ở chùa chiền nhưng mà hết mê hết lại tâm yên tịnh Bình mê nhiều lại bụi lại bờ mê nhiều lại bụi lại bờ mê vừa thì lại Phật thờ lỗ thiên bớt mê thì lại Phật ở chùa chiền mà hết mê thì hết lại thì thì lúc đó là tâm yên tịnh bình rồi nói đây đụng nữa nè à tôi nói gì đụng nữa nè đụng này đụng 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 này là đụng đụng nhiều người bực nè à. trời thời gian mấy năm gần đây ở Việt Nam ta nó có cái tình trạng là mấy ông mấy ông sư sư em của mình á, cứ ông thì ba bước lại lại ba bước lại lại giống như là tiết đinh sang cầu Phàng lê quê hồi xưa tôi nghe chuyện tiết Linh phan sang cầu Phàng lê quê ba bước lại lại từ nơi 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 đại đường mà lại về tới tới phiên quốc tới hàng, hàng hàng giang hàng giang gì đó để mà cầu Phàng lê quê là do cái tội là là đuổi Phàng lê quê cho là Phàng lê quê là cái kẻ bất hiếu gọi là tru huynh sát phụ cho nên tiết linh sang mới đuổi Phàng lê quê rồi rồi đuổi Phàng Lê Quê Phàng Lê Quê mới mới giận mới bay về Hàng Giang Hàng Giang sau đó à, đường 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 Lý Trị ha đường Lý Trị mới uh, mới, mới mới ra lệnh cho uh, Trình Giáo Kim uh, ra cái bản án là Tiết Đinh Sang bây giờ phải đi cầu Phàng Lê Quê để chuộc tội à, à, chưa 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 Đu, đuổi Phàng Lê Quê đuổi Phạm Lê Quê vì cho là Phạm Lê Quê là cái kẻ tru huynh sát phụ. Nhưng mà rồi cái tới chừng mà quả báo Tiết Đinh Sang ai ngờ đâu mới cười người hôm trước hôm sau người cười mới, mới, mới sát cha. Sát cha là tại vì đi khi cha đi đánh trận khi Tiết Nhân Quý đi đánh trận lạc vô cái miếu Bạch Hổ Quang. Miếu Bạch Hổ Quang cho nên mới coi như là cái thời đó đã hết rồi. Là do Dương phàm à, cái này nó nó dài 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 dương phạm vì yêu phạt lê quê mà mà không được mà phạt lê quê thì có duyên tiền định với với tiết Đinh sang à, tiết Đinh sang à, cho nên như vậy mà dương phạm mới hận mấy mới mấy, mấy lúc đó mà ông 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 nghệ sĩ trường sơn ông đóng hay nha ông nói bách hổ biếu ta thâu vậy bách hổ biếu à Tiết Nhân Quý tướng tinh Bạch Hổ, à, Thanh Long là tướng tinh của Dương Phàm. Thanh Long cùng Bạch Hổ Anh Hùng đấu Anh Hùng, Hào Kiệt tranh Hào Kiệt à, Trường Sơn cũng làm. Mà lúc đó bác Thanh Tòng làm Tiết Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý tướng tinh Bạch Hổ, Thanh Long là tướng tinh Dương Phàm. Thanh Long cùng Bạch Hổ Anh Hùng đấu Anh Hùng. À, vì cái hận là Tiết Đinh Sang cưới phần Lê Quê để cho Dương phàm không được cưới phần Lê Quê cho nên ông à, Hận ta mang hận nước thù nhà quan ta quan chất chất chồng cao hơn à, núi <laughs> Từ giờ là Dương phải coi hào quảng Thế nên ông mới vẽ cái cái tướng tình cái thanh long thanh long của ông tướng tên thanh long là con rồng xanh của ấy, mới mới bay đi để cho nó làm ma mắt con 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 tướng tên bạch hổ là là của Tuyết nhân quý thế thì Tuyết nhân quý đánh đánh giặc nhưng mà không thấy đường lờ mờ lọt vào cái quỹ đạo đó mới tới cái miếu quan thì hồi xưa đó bà lê sơ thánh mẫu á có nói rằng nếu sau này mà Tuyết nhân quý mà hết thời đó mà lạc vô miếu bạch hổ là coi như là lúc đó biết là hết thời thế thì ông lạc vô miếu bạch hổ ông đấy ta lờ mờ nửa tỉnh nửa mê gặp cái miếu quan ông mới lờ mờ ông coi cây miếu gì ai vậy ấy, trời ơi bạch hổ miếu trời ơi nhớ ngày xưa gì đó khi mà ta gì đó rồi thánh mẫu lê sơn có dặn rằng nếu sau này mà gặp bạch thổ miếu là tiết nhân quý hết thôi, thiệt. Tiết Linh Sang mới đi đi cứu cha, cứu cha thì, thì 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 lúc đó ông 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 Tiết Nhân Quý ông hiện thân là cái tướng tướng bạch hổ cho nên Tiết Nhân Quý vua cung xạ à, xạ tiễn. À. cuối cùng thì cái tội giết cha, cho nên bây giờ là vua đường phạt là Tiết Linh Sang phải là ba bước lạng lại ba bước lạng lại từ từ đường quốc mà về tới 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 phiên quốc để mà cầu phàng lê quê để đánh cái trận của ông 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 Dư hồng, Đó, hồi xưa Tiết bên sang lại như vậy là lại ta lại có ý nghĩa, lại vậy là lại từ đường Quốc và lại về tới phi Quốc ba bước lại 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 để cầu cầu nguyện cho để mà phàng lê quê thương thương tình mà trở về đường Quốc để mà 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 đánh giặc dẹp loạn cứu an. Còn ngày nay thầy chùa ba bước lại lại ba bước lại 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 nó làm rối xã hội, nó làm áp tắc giao thông, nó làm cho cho mọi người đứng dòm không biết chuyện chi, làm cho kẻ ngu muội nó đi nó trải chiếu. Trời Phật ơi, nó đi đi nó trải chiếu, nó trải chiếu rồi nó nó bắn ở trên tùm lum ta lạ đâu, đây là ông thầy tu dữ lắm. Thầy thầy cầu nguyện cho nguyện cầu lại cho quốc thế dân an, cho thế giới hòa bình, cho dạng dân an lạc. Ở hồi trước con ông thầy từ chùa Hoàng Pháp lại rồi lại từ Hoàng Pháp lại lại xuống tới tới cà mau từ cà mau lại ra ở từ cà mau hay ra đâu á nhiều ông lắm giờ nhiều ông lại lắm trời ở lại lại ra tới 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 Đinh Bình tới à, à, Quảng Ninh tới à, Trúc Lâm yên tử đó lại bao nhiêu ông lại rồi vậy mà thế giới nó càng ngày nó càng bất an rồi lại viết sao nó đẻ ra cái nặng dịch corona à tôi nói thiệt à tôi làm không được điều đó tôi nói thành thật với các vị là cái điều này tôi làm không được này tôi nói thiệt à mà quý thầy làm được là hay đó tại vì tôi mà ba bước lại lại còn không được đừng nói chỉ mỗi bước lại lại là càng 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 có như càng phục á à, tôi phục á. À. nhưng mà phục có là phục là tại mình làm không được nhưng mà cái phục mà để cho làm được á, mấy thầy làm được cái điều đó là được cái gì tới rồi ông thầy mà xưa ở chùa hoàng pháp mà lại từ 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 chùa hoàng pháp mà mấy năm trời lại ra tới yên tử đó rồi bây giờ ông thầy đó đâu rồi mất tiêu rồi tôi cũng không biết hay là ông thầy đó bây giờ là đi đi bằng 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 quả tiễn như na tra đi bằng cái dòng kim cô bằng cái 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 bánh xe lửa như na tra chắc vậy quá chắc đâu rồi từ đó tới giờ lặn mất tiêu luôn rồi thành ra mấy thầy này á chịu khó chịu khó mà lại vậy cứ ba bước lại lại hay mỗi bước lại 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 vậy đó mà lại xong tới tới ngày mà đi đi trở về đó là đi bằng cái dòng cái dòng bánh xe mà nó nó, nó lăn trên hư không vậy nè nó lăn lăn trên hư không vậy nè thì 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 ra đắc đạo trời ơi tôi nói tôi biết tôi nói vậy ra là giống như mình làm không được mà mình bày đặt đi nói người ta nhưng mà tôi không phục cái điều đó phục là phục là làm, phục tôi làm không được thì tôi phục là họ, lại như vậy tôi cái bụng nước lèo là tôi làm không được không nổi nhưng mà để mà nó đem lại cái sự lợi lạc cho đạo để đem lại cái sự lợi ích cho thế giới thì không có lợi ích khỉ khô gì hết trơn thêm từ ngày mấy thầy mà ba bước lại lại mỗi bước lại lại tới giờ là xã hội nó rối ren thế giới nó bất ổn <laughs> vì mà mấy thầy nó mấy thầy cầu hòa bình hòa bình sao không thấy cho nên tôi nói cho huynh đệ là không có mê tín dị đoan Có người nào mà tu hành càng mê tín dị đoan thì càng tiền mất mà tật mang càng tu càng mê muội càng càng quan tưởng càng khùng điên càng coi như không có lối thoát mà người tu có nghĩa là người phải bình tĩnh cái cái tội giác của mình sáng suốt xin lỗi các vị mà nếu trong này các vị nghe tôi giảng mà có ai mà mà là đệ tử của mấy ông thầy mà mỗi bước lại lại hay ba bước lại lại đừng có buồn tôi nghe nếu có buồn khó nghe thì xin miễn kết bạn với tôi để cho cho đừng nghe nữa đừng thèm nghe nữa đừng thèm nghe cái thằng cha khùng này nói nữa nếu mà trong này mà lỡ mà có mấy vị mà mà tôn sùng mấy ông thầy mà ba bước lại lại đó mình coi đó là thần tượng mà nghe tôi nói vậy là coi như là đụng tới thần tượng của mình thì tôi xin lỗi tôi xin lỗi trước và xin xin các vị đó quan hỷ là anh uh, fan tôi đi hoặc lóc tôi luôn đi đừng thèm nghe thằng cha khùng này nói nữa thằng này nó khùng dữ lắm nó khùng nó nghe nó nói tầm bậy tầm bạ nó nói người ta ba bước lại lại ba bước lại 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 từ sài gòn ra tới hà nội lại từ là cà mau ra tới lạng sơn mà Ông có làm được như người ta không mà ông ngồi ông nói thằng quý khùng quý làm cho áp tác giao thông làm cho nén cái 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 đường đi của người ta làm cho bao nhiêu cái cái con mẹ khùng mê tín dị đoan nó nó hút chiếu theo nó trải có mình mình ba bước lại lại à vậy mà phải ba bốn người dắt theo linh kinh linh kinh người thì gì? dắt niệm dắt màn, dắt chiếu dắt gối dắt giống dắt dù người thì chi cho nó cực khổ vậy trời mình tu là mình dỗ an ba tánh mà mình không vô an ba tánh mà mình làm cho cho người ta cực khổ theo mình trời phật ơi cái thời nay là thời đi phản lực đi phi cơ bây giờ mà mà bên mỹ này nó là đi máy bay nó còn chậm mà phải đi phi cơ phải đi gọi là là coi như là máy bay tàng hình nó đi đi tàu lặn mà bây giờ thầy tu mình ba bước lặn lại thời xưa tiết Đương sang lại cầu phàn lê quê nó đem lại cái lợi ích cho đời đường còn mình cầu gì cầu thế giới hòa bình thì hòa bình không có rồi nếu có thì đâu có quýnh rầm rầm vậy cầu cho cho bệnh tật tiêu trừ nếu nếu cầu bệnh tật tiêu trừ thì đâu có nạn corona mà cả thế giới đều chạy trốn trui chui trốn thí dừa, coi như cả thế giới đều hoảng loạn mà đều, đều 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 trốn hết trong trong nhà đó cho nên tôi nói tôi nói thiệt các vị mà tôi biết là tôi nói về các vị nói chứ tôi không có nói nha đó cái gì nào mà comment vô chửi ta là tôi tôi xin lỗi các vị chửi chứ tôi không có chửi à tôi chỉ nói là phục đó là tôi làm không được nhưng mà không phục có nghĩa là bởi vì làm không có lợi ích gì hết trơn thay vì mấy thầy không có giảng kinh thuyết pháp được chưa có rành những kinh thuyết pháp thì mấy thầy thay vì ba bước lại lại từ từ sài gòn ra tới hà nội đó thì mấy thầy cứ đi vô mấy cái trại phong cùi đi răng xả vô đó để giúp cho người ta sức thuốc rửa rái cho người ta đút cơm cho người ta nuôi người ta đi giúp cho mấy trẻ em khuyết tật đi đi vô đó làm công quả đi nó còn có phước hơn ba bước lại 1 lại ba bước lại một lại thầy tổ nào mà ăn dạy gì kỳ vậy tên nào mà chủ trương cái kiểu đó là cái tên đó là ngu si luôn không có thầy đâu còn tội nghiệp là tội nghiệp trong các gì đó nói vậy đi nó cũng tội nghiệp tội nghiệp là học hành không tới nơi tới chốn không có được thầy tổ dạy kỹ lưỡng hoặc là thầy tổ thấy đệ tử nó muốn vậy thôi cũng chiều thì nó muốn tu mà Nó muốn lại cho nó lại Nó giống như tôi kể câu chuyện Mà 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 thời của tổ 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 tổ, tổ quỷ nam đó Tổ quỷ nam uh, uh, Trụ trì cái chùa lớn à, uh, Chùa của Tông Lâm Tế à, uh, Trụ trì một tổ đình à uh. đó vậy mà cứ nay na cái mỗi một ông đệ tử đó, nó nó giờ bà thầy con thấy con ở đây bao nhiêu năm rồi con cũng không có được thêm cái gì có nghe bên nước Tây Tạng nó có mấy ông lạc đai đạt ma trời đó cười ổng coi như ổng làm cái tán xa ổng làm cái mạng Đà La nha ổng có cái dây thần dòng thắt cổ nha ổng ai không khum cái ông trồng vô ai không khum ông trồng vô coi như ổng ổng lấy cát ổng ổng chú nguyện ổng tán xa cái đêm cát nó về cái cái trồi bá tánh mụn đạo nó mê lắm thầy qua Việt Nam á có nói cà nó cà nét cà nó cái người thông dịch đó thì dịch đó có khi dịch ba trời ba đất dịch đoán dịch không mà chứ đâu có dịch mà dịch thiệt mà dịch tả không mà dịch tả mà vậy đó mà mà dân Việt Nam nó đón đầy phi trường đó thầy nó đón đầy hết trơn thầy bây giờ thầy cho con qua đó con học cái tổ Việt Nam nó à được có con được được, được. À, con có ý vậy tốt à mình cũng cần vậy đó con chứ cho tổ cản sao được nó muốn mà ta cái đi hết anh ông đi hết ông cái bữa giờ bữa nó giờ dạ, thưa thầy Trời ơi giờ con thấy bên Đài Loan nó thịnh là hành lắm thầy ơi Niệm Phật bốn chữ à thầy Niệm Phật cái rồi coi như bây giờ tam trung thời hệ niệm thầy Thầy cho con qua con học ở bệnh Con nghĩ chùa mình chùa tổ mình nó phải cần vậy đó thầy Cần cần sau này là phải phở, mở pháp môn niệm Phật Mở pháp môn niệm Phật coi như là bá tánh bổn đạo đó. Cứ việc mình quảng cáo trên 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 mạng mình cứ đăng trên Facebook chùa mình mình cứ đăng trên YouTube cái rồi coi như báo tánh bổn đạo nó chở xe 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 hàng nó tới nó cúng cứ lôi đầu mấy cái bà mà 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 không có công ăn việc làm hoặc là mê Phật Di Đà nó về đây niệm niệm cứ mình đăng lên phá lễ này đó là 500 người phá phá niệm Phật này 700 người cần cái sự hồi hướng cần cái 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 công quả cần cái tịnh tài cái rồi cái người ta chở về xe 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 ta cúng thầy cái ông tổ nó ờ à, được đó con được ạ tương lai đây là cũng cần con mở pháp môn tịnh độ cái đi hết ông nữa cái rồi dài bữa cái mấy ông buồn thấy hai huynh đệ mình đi được rồi thì mình cũng phải kiếm chỗ mình thoát chứ bây dạ, giờ thưa thầy bây giờ có chỗ mở luật thầy con thấy tăng chúng thời nay đã giải đãi không có giới luật gì trên trời á cho nên con phải đi học luật để về con chỉnh đốn Tòng Lâm tự diện thầy. Ông tổng nói, ờ à, được có con, cần lắm à, cần, à. giới luật cần. Cái rồi đi hết ông nữa. Rồi cái vài bữa cái ông nữa, nó nó ra dạ, thầy. Ngồi bây giờ, cái chỗ bây giờ con thấy không có cái gì mà bằng cái đi đám ma mà mà cúng ghi lễ hết đó thầy. Cúng ghi lễ hay lắm thầy ơi, Phật tử nó nó, nó mê lắm. Mê thầy ơi, trời ơi, có má người ta chết má ta chết mình đứng đó mình rên mình rên nhiều chừng nào phật tử nó mê chừng đó thế nào nào là trời ơi mấy độ thu sang cúc nở dần cứ đến ngày này nhớ từ thân cảnh vật tiêu điều sầu là ua quá tàn như rửa rụng đầy sân trăng hôm qua sớm mở nơi xứ lạ thảm thế cái đàn cò nó ò e, ò e lại tối rừng mòn thân cô lẻ gì đó hồn hồ, hồ điệp hải hùng trong mộng kiếp phù du than khóc ở dưới đèn cái rền 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 nhiều chừng nào cái nó mê nó mê cái nó tới chùa mình nhiều chừng đó thầy cái ông thầy nói là được á còn được á được á đi riết hết còn con ông mà ông bữa đó bưng cơm ông dân lên tổ nó bà tổ bà thầy sao mấy quên con xin cái gì thầy cũng cho hết trơn vậy thầy con thấy nội học của thầy này, ở với thầy học con học muốn chết con mà không hết kinh tạng mà mấy huynh con đi học chứ sao thầy không cản để chùa để không còn ai tổ quay là tôi nói còn chú đó <laughs> còn ông là cái người khờ nhất đó mà cái người khờ đó là người tu rồi thôi nói nhiều đó thôi nói nhiều ủa trời đất ơi vậy mà nói hơn tiếng đồng hồ à trời hay quá hay quá Đó, Học đạo gì mới hay nè À tuần sau mình học tới cái đoạn thứ 40 Chân bất lập vọng bổn không Hữu vô câu khiển bất không không Thập lục không môn nguyện bất trước Nhất tánh như lai thể tự đồng Chân không có thật vọng lại vốn không Vậy thì ý niệm có không nên bỏ khỏi nơi lòng. Bỏ cái ý niệm có không bỏ khỏi nơi lòng. 16 môn gọi là không cũng chẳng bận tâm chấp mắt. Một tánh như lai hiển hiện tự động. Đó, 16 môn không. Đã, gọi là, là, là thập 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 đục không đó. Đã, là, là chớ có để cái tâm chấp mắt. Thôi mình nghỉ đi ha rồi tuần sau mình đệ mình học tiếp nay là kỳ thứ 50 rồi mình ráng sao mà mà mới tới bài thứ à, mới có bài thứ 39 39 nè mà kỳ thứ 50 nó tới 54 đoạn thôi mình ráng mình rút ngắn khoảng 60 của khoảng 50 bài hết ta nói hoài nó không hết nhiều chuyện quá <laughs> Thôi cảm ơn chứ huynh để lắng nghe Nói đi thì nói lại chứ Vì cái tiền đồ Phật Pháp Vì cái chánh giáo như lai Có nhiều khi tôi nói nó cũng vụng về Nhưng mà kính mong quý vị tha thứ cho tôi Bây giờ con mắt nó là mờ lắm quý vị nghe Tôi ráng dữ lắm Ráng hết khả năng mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật